Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ làm một cái thử nghiệm nho nhỏ để cho các bạn nắm bắt được cái vấn đề nhiệt độ trên những cái dòng TX3 mini để xem liệu nhiệt độ trên TX3 mini nó có đảm bảo an toàn cho các bạn sử dụng hay không. Vâng, trước khi đi tìm hiểu về nhiệt độ của các cái dòng TX3 mini hiện có trên thị trường thì mình sẽ nói lại một cái vấn đề để cho các bạn hiểu. Thứ nhất là khi mà chúng ta sử dụng TV Box thì tất cả các dòng TV Box đều sinh nhiệt. Cái quan trọng là cái chiếc TV Box đó thì nó tản nhiệt tới mức nào. Liệu nhiệt độ có làm cho chiếc TV Box bị ngắt dừng tạm thời hay là giảm tốc độ hay không. Chứ còn Thiết bị nào cũng ra nhiệt nhá, nên các bạn cái việc mà các bạn sờ vào thiết bị mà thấy ấm hay là nóng ấy thì đấy là hoàn toàn bình thường. Và cái thứ hai, đấy là khi mà các bạn sử dụng những chiếc TV box ấy thì những cái con chip ở trong chiếc TV box ấy mà có xung nhịp càng cao thì nó sẽ sinh nhiệt càng lớn. Chứ các bạn đừng có kỳ vọng là như thế này. Chúng ta có một cái con TV box chip xung nhịp lên tới 2 GHz nhưng mà mình lại muốn là cái con chip đấy nó chỉ tản nhiệt ngang với những con chip chỉ có 1 GHz thôi. Không có chuyện đấy đâu các bạn nhá. Xung nhịp càng lớn, chip càng mạnh thì cái việc ra nhiệt càng lớn và để giảm nhiệt được thì nhà máy họ phải thiết kế ra một cái bộ tản nhiệt làm sao đảm bảo được cái nhiệt độ cho phép khi mà chúng ta sử dụng. Và cái điểm thứ ba có lẽ là rất nhiều người hay nhầm lẫn Các bạn hay kỳ vọng là một cái chiếc TV Box ví dụ như T3 Mini này Là hàng sản phẩm giá rẻ Thế nhưng mà các bạn ấy mong muốn là những cái hệ thống tản nhiệt của nó nó lại tương đương như những cái dòng TV Box 2 triệu, 3 triệu, không có chuyện đấy đâu các bạn nhé. Khi một cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì nó sẽ được cắt giảm đi rất là nhiều và chắc chắn cái phần tản nhiệt nó cũng sẽ cắt giảm. Và khi chúng ta chấp nhận bỏ ra một cái số tiền 500 nghìn, 600 nghìn hay là một triệu thì những cái thiết kế đặc biệt là cái phần tản nhiệt ấy, thì nó cũng sẽ không được tốt như là những cái dòng TV box và có giá trị lên tới 2 triệu, 3 triệu hay là thậm chí 5 7 triệu. Và điều cuối cùng các bạn hết sức lưu ý đấy là những cái chiếc TV box khi mà nó bị nóng quá nhiệt cho phép ấy thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Một đầu tiên là nó sẽ giảm cái tốc độ sử dụng của chúng ta. Khi mà chúng ta trải nghiệm ấy thì nó sẽ bị giật 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 giật. Đấy. Cái thứ hai là nó sẽ ngắt TV box luôn không thể chạy được nữa hoặc là khởi động lại chiếc tivi bốc đấy thì uh, nếu như mà các bạn mà gặp phải trường hợp đấy thì các bạn phải kiểm tra lại nhé có thể là cái phần tản nhiệt của bốc nó không đảm bảo nên nó sinh nhiệt quá lớn hoặc là các bạn ví dụ như chiếc tx 30 d này các bạn chơi game chẳng hạn thì uh, tất nhiên là nó không chịu được rồi và khi đấy thì cái nhiệt độ của nó quá lớn thì có thể nó cũng sẽ bị xảy ra tình huống như vậy hoặc có một cái trường hợp nữa mà chắc chắn là nhiều bạn gặp phải đấy là các bạn sử dụng những cái phần mềm miễn phí ở trên mạng rất là nhiều chúng ta click vào quảng cáo này rồi nó chạy ngầm này nó nghe là rất là nhiều những cái phần mềm chạy dẫn tới là cái tình trạng giật lag cũng như là nóng lên rất là nhanh thì cái trường hợp đấy thì rất đơn giản thôi các bạn factory reset lại và hạn chế cả những cái phần mềm miễn phí Vâng và có một cái vấn đề này rất là nhiều bạn hay nhầm lẫn. Ví dụ như thế này, chiếc TX3 mini các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng ấy thì các bạn sờ vào cái phần vỏ này này, đặc biệt ở phía bên trên này này thì các bạn sẽ thấy nóng hơn và có thể các bạn sẽ có một cái chiếc TV box khác các bạn sờ vào thấy nó mát hơn và thông thường thì các bạn hay nói là chiếc TV box này nóng nóng kinh hơn hơn so với chiếc TV box kia và đặc biệt ví dụ như cái chiếc ghế 3 mini này nó lại còn không có ô thoáng nữa chứ chắc là do nó bịt kín nên nó nóng nhưng các bạn nhầm lẫn nhé cái đấy là do cái cơ chế tản nhiệt khác nhau và với những chiếc tivi 3 mini ấy, thì nó sẽ sử dụng một cái mút dẫn nhiệt dẫn nhiệt từ con chip lên một cái thanh kim loại ở phía mặt trên này dán mặt trên của cái vỏ chiếc tế ba mini vì vậy khi mà chúng ta sờ vào cái phần vỏ mặt trên này này thì luôn luôn cảm thấy cái nhiệt độ nó nóng hơn so với bình thường và với cái cơ chế tản nhiệt như vậy ấy thì những cái chiếc TV box thông thường họ sẽ làm kín nhá chứ họ không làm ô thoáng. Còn một số những cái dòng TV box khác ấy thì nó sẽ sử dụng cái cách tản nhiệt là sử dụng một cái miếng hợp kim đặt trực tiếp lên con chip và sau đó thì tản nhiệt từ đó ra. Và tất nhiên ở trường hợp đấy thì cái hơi nóng nó sẽ nằm ở trong cái không gian của chiếc TV box và những cái chiếc TV box như vậy thì họ sẽ thiết kế các ô thoáng để thoát cái khí nóng ra ngoài. Các bạn lưu ý nhận đấy là những cái cơ chế hoạt động khác nhau thôi. Còn chúng ta để khẳng định được cái chiếc TV box nào nóng hơn chiếc TV box nào thì các bạn cần phải test và trong video này thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem à, Cách test của mình thì nó cũng khá là cơ bản thôi chứ mình không sử dụng những cái gì đấy quá nặng nề Cái đầu tiên là khi mình khởi động lên thì mình sẽ đo nhiệt độ xem những cái chiếc TV box đấy nó sẽ có chiến độ như thế nào Sau khi mà khởi động xong thì mình sẽ chạy một cái phần mềm đấy là cái phần mềm AnTuTu để mình đo điểm sau khi mà đo điểm xong thì mình cũng sẽ đo nhiệt độ Sau khi đo điểm thì nó sẽ đạt được ở cái mức độ bao nhiêu Ok đấy là một cái mức độ cũng khá là nặng nề rồi Và mình đến một cái mức độ chắc là cũng ít người dùng thôi Thế nhưng mà vẫn có ở trên những chiếc TV box giá rẻ Đấy là xem Youtube ở độ phân giải 4K Nhưng mà xem ở trên màn hình 4K luôn các bạn nhé thì để xem nó sẽ đạt được cái mức độ nhiệt độ sau 2 tiếng thì nó sẽ đạt được cái ngưỡng như thế nào rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm lần lượt các cái dòng là TX3 Mini 2021 này, TX3 Mini Plus 2022 và TX3 Mini H313. Vâng và bây giờ thì mình sẽ khởi động cái chiếc TX3 Mini 2021 lên. À, sau đó thì mình sẽ đo luôn cái nhiệt độ là đạt được bao nhiêu nhá thì như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì khi mà mình khởi động lên đấy và cái nhiệt độ ở đây nó loanh quanh trong vòng 67 cho tới 70 độ cái chiếc TX3 Mini 2021 này thì nó cũng thừa hưởng cái phần nhiệt độ của 20 hay là 19, 18 các bạn đã sử dụng qua rất là nhiều năm rồi đúng không? Tuy lúc nào mọi người cũng nói là chiếc T3 Mini nóng nhưng mà sau 4 5 năm thì các bạn đã thấy là hầu như là T3 Mini không bao giờ chết vì nhiệt độ cả mà nó sẽ chết vì những cái vấn đề khác và cái tỷ lệ bảo hành của chiếc T3 Mini cực kỳ thấp. Đấy chính là lý do vì sao mà dòng T3 Mini đang bán vượt trội so với tất cả các dòng TV box còn lại. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ chạy cái AnTuTu và sau khi đo cái AnTuTu xong thì mình sẽ đo nhiệt độ luôn. Vâng, và, và như các bạn thấy ở trên màn hình thì cái nhiệt độ mà mình đo với cái chiếc tay ba mini 2021 mà sau khi đo cái điểm Antutu xong thì nó sẽ loanh quanh rơi vào khoảng từ 77 cho tới 80 độ. Một cái nhiệt độ nó cũng đã tăng lên cũng khá khá rồi đúng không? Ờ, à, trên 10 độ nhưng mà cái mức độ này thì cũng rất là bình thường thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện ở cái mức độ nặng nhất đấy là xem YouTube 4K trên màn hình 4K các bạn nhớ nhé Còn nếu như các bạn mà xem ở trên cái màn hình Full HD hay là HD ấy, thì cái nhiệt lượng tỏa ra nó cũng bình thường thôi Nhưng mà chúng ta phải xem ở trên cái màn hình 4K thì nó mới tạo ra cái nhiệt độ rất là cao Rồi và như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì sau khi chạy YouTube 4K trên màn hình 4K hơn 2 tiếng đồng hồ thì cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng tầm 83 cho tới 86 độ một cái mức độ nhiệt độ mình thấy là khá là bình thường so với tất cả các dòng TV box đặc biệt là những cái dòng TV box giá rẻ còn so với những cái dòng TV box mà 23 triệu trở lên thì rất khó các bạn ạ tại vì cái hệ thống tản nhiệt của những cái dòng TV box cao cấp như vậy ấy, thì nó rất là tốt và cái nhiệt độ nó hạ thấp xuống hơn nhiều rồi và bây giờ thì mình sẽ tới cái nhiệt độ của chiếc TX3 Mini Plus 2022 để xem mà nó sẽ ở mức nào Vâng và tất nhiên thì mình vẫn cứ test như là cái tx 3 mini 2021 thôi. Thì uh, khi mà khởi động lên thì cái chiếc uh, T3 mini Plus 2022 nó đạt được cái nhiệt độ loanh quanh chỉ trong vòng uh, 51 cho tới 56 độ thôi. Uh, khá là mát đúng không? Uh, bây giờ mình sẽ thử nghiệm xem uh, chạy cái Antutu để xem nó nhiệt độ lên bao nhiêu. Ok. Và các bạn đã thấy cái nhiệt độ thì nó đã đạt tới là 82 cho tới 87 độ rồi. Cũng khá là cao cao hơn so với cái bản 2021. Ok và bây giờ thì mình sẽ tới cái phần nặng nề nhất đấy là xem YouTube 4K ở trên màn hình 4K sau 2 tiếng Và như các bạn đã thấy thì nó có cái mức nhiệt độ loanh quanh trong vòng 89 cho tới 91 độ Một cái con số cũng khá cao Tuy nhiên thì sau khi mà sử dụng như thế này thì xem YouTube vẫn bình thường, điều khiển vẫn bình thường các bạn nhé Không có cả vật vấn đề gì đâu Bây giờ mình sẽ đi tới cái con TX3 mini mà sử dụng chip H313 Vâng và với chiếc TX3 Mini H313 thì sau khi khởi động lên chưa làm gì cả thì các bạn đã có cái mức nhiệt nó rơi vào khoảng 65 cho tới 67 độ. Nó cũng gần tương đương như là cái chiếc TX3 Mini 2021. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy cái Antutu để xem xem nó sẽ được như thế nào nhé Ok và cái Antutu thì cũng đã chạy xong rồi. Và như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì chúng ta đang có cái nhiệt độ sau khi mà chạy Antutu thì nó rơi vào khoảng tầm 88 cho tới 92 độ. Một cái mực nhiệt độ cũng khá cao đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử cái nặng nhất đấy chính là xem YouTube 4K trên màn hình 4K. Vâng, và, và các bạn đã thấy thì sau khi mà chạy cái YouTube 4K trên màn hình 4K khoảng 2 tiếng thì cái nhiệt độ của chiếc H313 nó đã loanh quanh trong vòng 94 cho tới 100 độ. Và với cái mức nhiệt này thì về cơ bản là khá cao so với mặt bằng chung của những chiếc TV Box Tuy nhiên thì mình thử sử dụng thì cái chiếc T3 Mini nó vẫn khá là ổn, không có vấn đề gì cả và với cái mức độ cao như thế này thì mình cũng đã thử khá là nhiều lần rồi Và chiếc T3 Mini H313 vẫn dùng tốt Các bạn yên tâm nhé Có rất là nhiều những cái thiết bị Có nhiệt độ lên tới 100 độ thậm chí là cao hơn Nhưng vẫn hoạt động được tốt OK và như vậy chúng ta đã có một cái con số cụ thể về nhiệt độ cho những dòng T3 Mini rồi. Như vậy thì các bạn sẽ dựa vào đấy để có thể so sánh nó chi tiết hơn đúng không? Vâng và, và sau khi xem xong thì các bạn thích cái sản phẩm T3 Mini nào, các bạn có thể lựa chọn cho mình nhé. Thì ở dưới cái phần mô tả mình cũng đã để lại một cái đường dẫn để cho các bạn lựa chọn các cái dòng T3 Mini khác nhau. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.